Em xin chào các bác nhá. Hôm nay công ty Đại Tín chúng em này lại lên cho các bác một con nguồn áp cao áp 700, điện 3 pha 380, motor 2,2 kW nhá, thùng dầu 30 lít. Em test con này để gửi cho bác khách ở trong Đà Nẵng này. Đấy, sử dụng van cơ nhá, hai đường dầu. Đây, em test cho bác xem này. Đấy, motor đang chạy nhá, có công tắc on off này. Đấy, đây em test áp bác xem này. Đấy này, áp 700 nhá. Đấy, đứng kim. Đây, áp 700. Đây, em lau qua cái đồng hồ cho nó sạch này. Đấy, các bác nhá. Đấy, áp 700, đứng kim. Đấy, ok các bác nhá. Hàng này chúng em là đến ngày mai lại gửi theo bên Viettel vào cho các bác này. Bên em là ship hàng toàn quốc. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558 nha. Bọn em ship mọi miền tổ quốc luôn, kể cả sang Campuchia và Lào nha. Em xin kết thúc video ở đây.